Đâu? Đây nè, mà không biết con cá gì nó lôi vô trà nè. Con cầm này chú nghe kỹ đó lên nha. Đúng rồi, nãy nó dính vô trong cái hồ trà này nè. Để nghe kéo lên luôn rồi. Kể rồi, nó ơi, con cái mới hay gì hả lên á. Hả? Ồ, con cá gì bự quá vậy? Cái bự quá trời không ta? Từ bếp. Trời ơi, con cá tê. Ờ, cá tê. Ờ, cá tê gì? Chà bá luôn. Đổ lên mình. Con cá tê vàng á hả? Wow, kinh khủng nha trời. Tê vàng phải không béo? Dạ, cái tê vàng hay tê phi vậy sao nó vàng khè không á? Biết luôn. Biết mà, nó còn giật bạc nữa con dây. Quá trời con cá tê rồi. Nó bự mà vàng nữa nè mọi người. Cái này cái ôi lại luôn. Hết hồn. Cái tê cô béo kêu cô bên kia bên chạy lại cái muốn tắt hở mấy bên còn trời, mày đi cô anh rồi. Rồi. Rồi ba anh em bên chào cả nhà nha. Hôm nay anh em bên xuống cái con kênh này nè cả nhà. Nó có với mép nghe mấy chú ông chị ở đây cá nhiều dữ lắm. Anh em bên đem 10 cây cần câu và mấy chục cái phao cái phao cắm câu xuống đây nữa. Con này con khai trương đầu tiên à. Cá mập lù trời. Anh em bên xuống hồi từ hồi 3 giờ tới giờ đó mọi người. Giờ này dịu mát xuống rồi. Dịu mát nó mới đi nha. Cái tương con cái tờ gì mà nó mập dữ cái thằng người ta. Nó kêu coi cái đuôi này cả nhà. Nó tròn quay luôn á. Trời ơi. Trời ơi, cái máy cầm có lại đi con. Thấy được con gì cho lại ngon rồi. Đúng rồi. Ở đây là nổi tiếng là cá thác lát cườm á mọi người. Rất nhiều luôn. Cái nhà trời khúc sau coi có anh em bên có được nó không nha. Kệ đi vòng vòng. Cắm. Quá lại rồi. Ở lạng quá lạng, nó kéo vô của mình ơi. Ôi mạnh à, mạnh à. Ôi nó quặn cái hóa tàu luôn cả nhà ơi. Ôi cả nhà có dùng nước kìa. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ủa ôi ôi. Bự với mình, nhẹ nhẹ với mình. Bự. Từ từ, sao sao. Bình tĩnh. Gì nhẹ với mình. Đi về mày. Hả? Nó chạy vô đây hay gì đó. Ủa tiêu rồi. Trời ơi, chết luôn. Cái thằng này hả? Chà bá luôn. Nó dạy cái đó vậy là nó văng cái lưỡi ra rồi. Ôi sợ buồn luôn. Con ngồi con nãy giờ con thấy nó ộp rồi, con thấy nó ghen ghen nhẹ nhẹ con canh này đó. Cái chà bá luôn á. Bự, hay nó bay lên luôn, bay lên đụng cái cây vừa nước cái tên luôn mà. Hay nó bay nó dính cái tờ giò nó cái lỗi kêu nó gị quá. Trời tao nổi như gà luôn, thấy con gà con cá còn nổi như gà luôn, giận ốc luôn thấy không? Nó bự luôn á hai. Ừ. Con luôn nè. Rồi cái pin nổi như gà luôn á nha. Bự hơn cái con hôm qua con câu luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Nghe em tôi chạy về liền. Con thấy nó gị nhẹ xuống rồi. Ủa cái con cầm lên, ừ, nó chạy rồi, vô rồi. Đóng liền luôn hả? Đóng liền lên, cái nó giật dụ, nó chạy chú Vinh thấy luôn mà. Nó bay lên tới tàu lá dừa mà ấy luôn á, cái hát lát chà bá luôn á. Rồi. Rồi cung. Thôi làm lại. Không sao, yêu cầu nó có ăn là được rồi. Không sao, yêu cầu nó ăn là mình mận rồi. Ừ. Được sao, con. Nó giật cầm cái dây chuối hay không? Nó. Thấy. Trời ơi, nó quẩn. Cái gì trắng trắng vậy? Ủa cái chơi vậy? Cái chơi nữa rồi, hai trời. Ôi, cái chơi nữa rồi. Cái chơi nhỏ rồi, không. Hồi nhỏ hơn con nãy. Bây giờ xác lên cái ngát của mình rồi. Cái ngát chết luôn. cái chơi mọi người ơi. Là cái chơi. Thêm được một con cái chơi nữa. Rồi tháo dây luôn đi mình ơi. Ừ. Cho mình lấy con cái chơi này nhìn hấp dẫn rồi nha. Nha mọi người. Này đừng cầm. Đừng cầm cái chơi rồi. Rồi. Từ nãy giờ hơi buồn vì cái chuyến đi này là mấy anh em quyết định cái lát. Hát lát cườm. Hát lát mà dính này nó dính này hai cái tê. Hai cái tê xảy con cái hát lát dính con cái hát lát mọi người. Buồn luôn mà nãy con cái hát lát nãy làm gấu quá trời luôn người không bấm lộn nút luôn hay bấm nút bấm lộn luôn. À. Không quay được luôn. Con hải chắc cũng nó tí à. Đây. Okay. À. Con xách cái tê luôn rồi. À. Anh em mình về cái nhà ơi, gom cá về cái nhà ơi. Được con cá hát lát nè mà nãy cái dính rồi bên gấu mình bấm máy tùm lum á rồi không quay luôn à, bỏ máy quay trong túi thấy nóng hổi mới dở ra rồi cái này là bấm lộn coi lại là nó đây siêu con cá hát lát này cá tê này nè còn con cá tê bự nó bên kia nữa nè đây con hết cho bọt đi về nhà mai tính ok còn con bự nữa cái nhà còn cá tê bự nữa
Cái đó có gì nuôi kiển được không anh? Dạ đúng rồi, nó sống á. Ừ, nhưng mà giờ chạy tới nhà thì em thôi. Hy vọng nó sẽ sống. Không, cái nhà anh em bên vườn cái này. Dạ, đi thôi. Chiếc liệu phẩm hồi tối này của mấy anh em Bin nè mọi người. Đi xuống đi cầu cá hát lát mà rốt cuộc là dính được hang cá trơi. Mà có con cá lát à. Nên cá hát lát anh em Bin bỏ ngăn mát à. Ăn tủ lạnh rồi. Để dành á. Ừ, để dành đi. Mấy anh em Bin xuống cầu nữa sẽ gần nó ra nha cả nhà. Sáng nay thì anh em Bin sẽ xử hang cá trơi này. Hai em. Ờ, à, ngon lành. À, bắt anh đi chú Bin mặn ở dưới của mình. Ok. Mấy con hang cá trơi đó anh em Bin quyết định sẽ nướng xả ớt nha mọi người. Nướng muối ớt, xả ớt luôn, cay cay lên nè. Quyết định là đi câu cá thắt lát hả? Cũng nó ăn mấy lần luôn mọi người, nhưng mà anh em Bin đóng nó không dính. Có của mình dính còn mà nó dãy quá, nó bùng. Rồi con dính mép phải chui. Còn con kia thì nó dính rồi Bin mừng quá, mừng luôn. Bin lấy bình, lấy đèn rồi chạy gói bấm, chắc bấm rồi, bấm nữa quá, sao nó mất tiêu khúc đó luôn. Con nghĩ tiếp tiếp rồi à. Hai ba lần luôn. Rồi khúc sau thì anh em Bin dính được thêm cái trời. Béo đóng mấy lần luôn á mọi người mà nó không dính. Nó không vô lưỡi. Ghen quá trời luôn, đóng rồi. Lại đi. À, vài bữa nữa anh em Bin xuống cùng nó tiếp. Vậy chứ chú Hai yên tâm đi. Có mấy nhưng con mà... đó con nằm dụng thế nào cũng lụm ở dưới đây. Bữa nay anh em mình lo hang cá tơi này tốt đây. Dạ đúng rồi. Cá tơi nướng ăn với gạo không lưỡi nha. Hay hai chấm cá nữa nha béo. Dạ. Ăn mấy chấm cá. Làm bèn gỗ gạo sống. Đã không cả nhà. Ra nhà trồng ăn bao thơm luôn á. Hàng chất lượng. Đây, muốn lũi với gạo găm với giáp cá ăn đầu nướng nha. Nè, cái nhà cầu Bin mần cái trê nướng thì Bin bỏ cái phần đầu rồi nha mọi người. Bin cắt xác phần đầu, cái đầu thì nó cũng không có thịt gì nhiều quá. Dạ, đúng rồi. Thịt nó đỏ ngon ghê không? Quá đẹp. Đó, thêm dĩa xả nữa nha. Bây giờ thì Bin sẽ phi một ít, phi phần nữa để ướp cho cá nó thơm. Chuẩn bị đốt hang. Nè, ăn cá trê nướng. Đợt này anh Hai sắc phanh không giống như đợt rồi nha. Để sắc thuốc bự. Đợt rồi mình chẻ chành bành. Vậy là hay nhớ thuốc xa nữa. Chắc này hết bịch luôn. Nướng cho cá nó khô luôn. Nướng cho cá nó khô quấy quèo eo luôn. Vô thời chế dầu cái đốt. Để bông thứ ba rồi cho đẹp chứ. À, bây giờ thì Bin sẽ ướp mấy con cá trê, miếng cá trê anh em Bin mần rồi này nha cả nhà. Tỏi phi, tỏi xả với ớt phi, làm như vậy á làm cho con cá trê mình rất là thơm và nó át đi cái mùi rất là nhiều. À, cái này là còn chút hết xả tươi nữa nha mọi người. Rồi vô luôn. Này là bao xả luôn. Món này thì hôm nay chỉ ăn với muối ớt. Chút xíu của mình làm ớt nha. Xíu đường. Ăn lần miếng này. Muối nè. Cá lên miếng nha. Này nấu ăn nghe thấy ngộ quá ta. Cá lại miếng thôi vui. Xíu chút ra thả lại không vậy? Này, đi cho ít màu đều nữa nha mọi người. Thơm quá trời. Ừ. Này có tỏi xả phi với mọi người. Thơm quá. Rồi, cá của anh này Bin nè. Cái nhà thấy mấy khứa cá đã không? Cái này thì Bin sẽ khứa luôn nha. Rồi vô. Cho dạ dị vô luôn. Cho hết cái này dĩa này vô luôn. Dạ, của mình ngừng quơ dùm xuống cho mình nghe Bin cái mình. Ok. Đó, cho xuống. Ok. Để đi, chút xíu chú Bin tém nó sạp. Cho thấm cho dị vô cho ngon rồi. Này hơi cái anh em Bin sẽ vũ cái sẻ ra bớt á mọi người. Nướng, sau đó cái bỏ nó vô cái nữa, cho dính xả, nướng chín xả cái nữa. Rồi, thì để cho nó thấm đi. Cái này là gần này là màu điện nhẹ thôi. Nướng hơi trở lên màu nha. Cho màu gia vị của mình lên nữa. Chén ớt, miếng nách, chén ớt này hôm bữa là chén ớt chấm xài của mình. Nè, chú Bin tương thu cũng luôn mới được. Dạ. Yeah. Được chưa? Chú mình hái cho chú Bin mấy tới lá chanh nữa nha. Dạ, yeah, ok. Ở đây luôn để cho nó chú Kha đốt xì khói. Cái này mọi người mà dùng chanh mà làm muối ớt chanh ấy, cái nhà dặn thêm tí đường á chứ để nó chua lắm. Cái gáo này là mau mau cháy lắm rồi.
Dạ yeah, đúng rồi. Khô queo năm trước đến năm nay luôn. Đúng luôn á. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Bên nghe cái mùi thơm của dầu Vinfi rồi đó mà không biết hay nướng là nó thơm cỡ nào thôi à. Rất đẹp luôn. Nè, cái này cái cá thịt nhìn nó đẹp thiệt chứ nó đỏ đây không à. Con cá này nó chắc thịt chứ nó không có mập, nó không có mỡ. Con cá này nó ở ngoài tự nhiên lâu năm. Dạ dạ hay trời. Đi. Giao cho anh thợ nướng. Nóng chứ nghe. Nóng quá ta. Đổ nhiều than nhiều lắm đó nha. Để ghi ghi đi chút xíu mình em vô đỡ để vô thòng tâm. Đừng có quá là sợ nó khét á. Khét mà nó không chín hả? Vàng tươi. Mà vàng vàng của màu đều quá, chưa có vàng của màu cá cả nhà ơi. Cá nó tím lên nó mây lên mà. Mày cứ nhỏ quá nó không chịu đứng nha. Đứng cho mày nằm. Quá thiệt. Cái đặt qua kia lại. Tay miếng nữa. Đó. Rồi. Cái miếng cá mình cảm giác nó dài luôn á mọi người. Săn chắc kìa ha. Cái này đã chưa. Chỉ có nướng riêu một hồi nha. Hồi nãy em đốt em tưởng nó ít lửa ai ngờ em mới bỏ cục khang vô ai ngờ lửa quá lửa. Em cháy 2-3 miếng gáo. Dạ. Nhìn giống miếng bánh quá. Nó cứng luôn á béo. Dạ. Đúng rồi. Nó ừ. Giống như bánh nướng. Tôi đang ăn cá nướng nha. Đúng rồi. Ôi vàng. Nãy bên phi dầu bên cũng còn nhiều dầu lắm á mà bên không có ấy mà nó cũng không ra dầu nhiều ha. Cá này có tập gym nè mình. Cá tập... này chắc nó tập bơi chứ nè. Tập với mấy con cá thắt lát á. Nó bơi đùa á. Quá trời đẹp luôn. Tập nhìn ăn. Sao mà 20 phút từ nãy giờ nướng cái nhà nướng lửa nhỏ cho cái tay nó khô rồi nhìn đẹp ghê luôn. Nó cái, thơm nữa. Cái phần tỏi vàng vàng thôi ăn nó mới thơm dữ rồi. Phi để vàng rồi mà nó còn thơm thêm nữa hả? Ừ. Xôi ha. Xôi dẹp dẹp luôn á. Cho mấy miếng nhỏ nhỏ vô anh tước chín nè. Ok. Mấy miếng bự cho nó khô hơn xíu nữa cái nhà. Chấm vô miếng bớt cái gặm nguyên miếng luôn á. Hai cái sôi nè. Hai ghi lên nó dễ rồi còn nghe xèo 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 luôn á. Quá đẹp luôn. Lâu lắm rồi mình mới ăn cá tê đó. Tại nay thấy cá tê này mập quá mọi người. Của mình cô mình múc cây về mua ớt cây luôn rồi kìa bé ơi. Hai đã rồi luôn rồi lên luôn nè mình ơi. Nhiều lên chọn chén hả? Viên gà này chứ. Viên gà này nữa hả? Ý là phe dĩa cổ về. Dạ đúng rồi, cô mình mới xô ra được mấy cái dĩa nè. Có anh nào chơi đồ cổ ngoài dĩa này thuộc vàng cổ không, anh em mình bán cho nè. Nhưng mà của mình nha kìa. Cổ gì đâu mẹ tên. Thì đó mẹ mới cổ á. Hai bà nội con nó dễ chứ ha. Cơm thôi. Thôi ba anh em Vin mời cái gì dùng cơm trôi cùng ba anh em Vin nha. Đây mời cả nhà. Có mời cả nhà. Cái trời nướng xá phi. Xá phi. Phi thề vi vàng thơm. Làm một cục coi. Bự cho đã. Nè con làm cục này luôn nè chứ ha. Thì ý Vin. Ừ, thơm quá. Thơm cái mùi xá phi rồi, nãy hay bóc dụng miếng gì rồi. Đúng rồi. Đúng là cá tươi đồng ăn có khác. Cái này chắc là... Hồi nãy nó săn chắc nhưng mà ăn cái thịt nó không nó không có như mình nghĩ ha. Nó chắc... mềm mềm, nó thơm thơm. Nó không có chắc... dai phải không? Không, lúc, không dai đúng lúc rồi. Lúc đầu anh em mình để vô thì cứ nghĩ là nó dai á mà. Cái này chắc là tết đi chơi. Đúng không quá. Là ăn cá không có miếng mỡ luôn ha. Chắc là ghê luôn á. Không có mỡ luôn hả? Như con cá trời lần cá hai cái mấy đó chắc nghe trong đề xảy ra. Còn này ổng thì thiên nhiên lâu hay sao nó chắc thành cái đúng rồi. Cá là cá hương dương chắc chắn mà bao hương dương 100% à. Nó xảy ra ngoài rồi nó sống ở ngoài á. Đúng rồi. Cái này chắc là cá tư phi á. Dạ. Ngon quá. Cắn ra thêm luôn nữa. Không, cá trời ăn không ngán. Ngon, quá ngon.
Hên nữa là có cái hang cá phi của hang cá trê này cứu béo gỡ lại nè. Mục đích anh em mình lại đi săn cá thác lát cườm. Ngon quá. Ngon quá lắm hả? Em muốn ham ăn mang cục cảng nó nóng hổi luôn. Ngon. Giao. Ngon quá. Người ta ăn cá cực cơm quá mọi người. Ờ cái xả với cái tổ rượu phi thơm quá. Biết hồi nãy cái phần mà còn lại dính hao đem được bỏ vô chảo mình chiên. Chiên mà dễ dàng hơn nữa ha. Ăn luôn cái phần xả đó cho đã. Bèn quá bèn quá. Tính ra bên ăn cũng gần hết một khúc cá luôn á. Nghe này coi nè, khúc cá này bên dĩa nè. Mốt cá tươi mà ở dưới mà câu ở dưới đó mà dính cá tươi nữa bắt lại cho mình. Đừng có thả nha con. Ngon quá, ngon quá. Cá ngon quá. Nó ngọt thịt ghê ha. Hai anh em hơi ăn cái thứ đó xong ăn cứ cái nhỏ rồi nó ngọt ghê luôn. Dạ. Bóng vô. Cầm vô. Ở dưới đó nó trú đó rồi còn cá rất là nhiều luôn, tư tượng, cá ta chép cá còn mè. Nhiều lắm, ở chép cá mèo. Cái khu đó mọi người, đó là cái dạng mà cái cánh đồng nhưng mà người ta sẽ lấy nước vô chứa lại á. Nó đây, giống đây. Như cái hồ mà siêu to khổng lồ chứa nước cho nguyên cái cánh đồng á mọi người. Chỉ là canh nước lớn hơn ở mức trước ông là người ta xả vô, còn người ta sẽ đóng cống lại cũng như giữ nước cho đồng ruộng á. Cái nước sao nước đó là nước của sông Malai của mình á. Đúng rồi. Em nghĩ là nó tháng mưa người ta mới xả. Rồi người ta thảo phèn. Đúng rồi. Còn tháng này đó là người ta ứ lại, người ta xài nước ngọt. Thà người ta xài nước phèn còn hơn xài nước mặn. Đúng rồi, đúng rồi. Con nghe nói đó đầu có cách ca nhét vô mới vô hè. Ghê vậy? Hả? À, ông chú ông nói câu lâu có dính luôn á. Cái tơi này em cảm thấy được khoái cái tơi này đó. Với lại hai lần kỹ lắm. Rồi, rất là hỏi. Biết làm kỹ lắm mọi người, tại vì biết cái trên mấy trước anh em đi làm á thì nó cá càng bự thì cái mùi nó nhiều hơn. Còn thì bên phi tỏi rồi bên rút chỉ rồi bên cắt khứa rồi rất là kỹ luôn. Nên cái tên nay bén. Hai anh em hơi ăn khá bự rồi. Cái này thì cái bên phiên là con ăn cứ cá nhỏ. Nó sẽ ngon hơn. Cá bự thì thịt nhiều. Cái bự đó, nó thô hơn đó béo. Dạ. Thì nó chắc hơn. Rồi em làm cứ hai người đó. Ghê vậy? Hết cứ hai luôn hả? Dạ, hết cứ hai rồi. Một cứ ra mà hai cứ vô hẻ vô hè. Cái này nó ngon. Không á. Nếu mình mốt mà ở dưới mà câu cái gì á mà lỡ dính cái tê nhớ trở dành đi nha con. Con vinh lên cái đường nước con hả liền thấy không? Đường nước ở trong ruộng hả mọi người. Bình ra gác phút đầu mà cái nhà thấy lúc mà cái anh em Bình mà câu cá thác lát cườm không? Tức trời ơi luôn. Có bài nha. Bài một cái dèo luôn á. Kệ tại anh em mình coi lại trong cái máy quay hình màn hình nhỏ á. Nó thấy á. Chứ đưa ra bự rồi cả nhà thấy bay lên liền. Mà cái du lên vậy nè. Để với chú Bình về kỹ thuật của Bình làm phim không có hay, để chú Bình không bự bự khúc đó lên cho cả nhà xem á. Để nghiên cứu. Không biết làm mấy cái đó mà để nghiên cứu coi. Phóng quá đã. Giảm tốc độ con cá bay rồi hả? Bay rồi, nó bay vòng vòng rồi. Nhưng mà cuối cùng là đi câu cá thác lát, quay cá tê, quay quá trời luôn. Mà cuối cùng là ăn cá tê. Quay cá thác lát, quay quá trời luôn hả? Santo quay vòng 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 luôn cuối cùng. Nhìn cái chém vậy. Làm thêm cạnh đuôi nữa. Không, từ từ mình cũng tới được nó thôi à. Hỏi tâm con bắt con gô mà chứ ha. Sao mà vô. Cái cá của nó luôn. Cảm ơn của mình. Cái phần đuôi nó giòn vậy. Ngại quá. Thứ ba nha. Ngon. Anh em mình nướng nó rồng nữa.
Trước mà con cá tê nó nhiều dầu ít lắm. Mà nãy... săn chắc nè, nó mập. Này bé thấy lúc mà hai phi dầu, hai bỏ cũng nhiều dầu đúng không? Dạ. Yeah. Thêm một muỗng dầu đều nữa là cũng có mở ra dầu rỗng luôn. Dạ. Yeah. Vậy đây cái này nó không thấy, thấy nó chảy luôn à. Nó thấm người con thịt hả? Vậy là mới mốt bắt con cá lên. Mà con cá mà cắt ra cái thịt đỏ đỏ thì là con cá ngon, mà con cá mà thịt trắng nhách là rồi đó. nó mở nhiều quá không? Nó trắng quá không? Dạ. Đúng rồi. Để Vi tâm sự cái cuộc đi câu hôm nay cho cả nhà xem. Thật ra là bữa nay anh em đi tức thu á, tại cũng mình câu hết cá rồi mọi người. Dẫn luôn á. Như sao khúc đó mà nó câu 8kg cá hắc lát. Bà giả mang rồi chứ. 8kg mà 5 con hả? 2 con nữa nữa. Hả? 2 con nữa. Đó hôm bữa là buổi chiều là dự định là sẽ xuống dưới câu. Em nó buổi chiều anh em bên không làm, bên không về không làm, em nó trách cận xuống chơi câu trước á. Kêu mấy là anh em bên không có nổi cá cơm gì không? Nó là xuống kiểu câu chơi thôi. Tại đừng bữa đầu là con sảy con rồi, nó chạy cũng trước quá. Con xuống con định nằm dùng. Rồi không sao nằm dính thiệt. Hôm bữa anh em bên đi câu mà đi văn câu ở dưới á. Đi bữa đi văn lưới á là anh em bên đã thấy cái dụng đó rồi. Chú ông câu dính một con. Là quyết định là sang bữa sau á anh em sẽ xuống dưới câu. Nhưng mà bữa sửa mấy cái rô xong á, nhà bữa anh em bên kho cái rô á là do chịu bên mất công việc, là bên không có đi câu. Hôm nay anh em nghỉ bữa sau, con mình ở nhà buồn hay sao kinh cận câu. Bữa em nó câu tổng cộng về cân là gần 8kg cá mọi người. Có mấy con cá thắt lát khoảng 2kg mấy nữa đó, 1kg 9, 2kg rưỡi, con mình nói lại á nha. 2kg rưỡi. 2kg rưỡi luôn á, cá thắt lát cườm á, rất là bự luôn. Tên ký con bán không à, nó nhỏ luôn. Con to hình như là mười mấy chấm, 15 chấm đúng không? 15 chấm. 15 đúng rồi, 15 chắc. Qua bữa sau anh em đi xuống câu á, nhờ lúc mà ba anh em đủ để đi quay clip á, thì xuống dưới giống như là cô Minh câu bữa trước rồi nhát cá nhát hay gì á. Nên ăn yếu, không phải là không ăn nhưng mà nó ăn yếu. Béo đóng 2-3 lần luôn á, nhưng mà không vô lưỡi. Cô Minh đóng một cái đầu tiên á thì nó vô lưỡi, nhưng mà nó tung lên thì đột lưỡi. Rồi dính được một con, mà lúc đó thì Minh mừng lắm. Tại vì quyết định xuống dưới câu cá hắc lát mà thấy dính được đúng cá hắc lát của bên ấy nữa nên mừng lắm. Chú Vinh chưa thấy lúc đầu mà con dính con đầu tiên đâu. Ừ. Dính nó giãn cái bãi cái trùng lên vậy nè. Lúc đó thì béo đang đi thăm anh em bên có lưỡi câu nữa, đem đang câu nữa mới có hai cá tê nè bữa nay nè. Để mà gần câu cấm. À, cấm chú béo đi thăm nên bên một tay cầm máy rồi cũng gối quá. Cái cảm giác lúc đó thì không biết đường sao mà nè nó nữa. Pin gác bình rồi pin hình như là lúc mà cầm lên quay rồi cái đèn pin không đủ. Ừ, rồi mới pin nó chạy lại pin lấy cái bình pin gắn cái ánh sáng vô thì bỏ cái máy nằm đó. Hay nghĩ là lúc mà gắn cái bình xong pin này hay là cầm cái máy lên hay bấm nữa. Dạ. Nên nó sẽ nhấp hai cái thì nó sẽ ra không quay. Trời ơi buồn. Mà lần đầu tiên ở xuống dưới con dính con cá con không biết gì không á. Cá đầu tiên con nghe hả? Con nghe cái ghen cái nhẹ cái đùng cái con câu đó rồi. Cám đội với mượn ông chú bữa trước ông dính con cá 2kg á. Rồi ông chú là bữa trước á chú dính con cá gần 3kg nữa để xác định là xuống dưới đó. Nhưng mà bữa trước sao cô Minh đi câu trước cũng ngay cái đụng đó luôn khoảng 8kg cá mà cứ lớn bằng cá sẵn nữa hả? Rồi không có hả nữa cá hả nữa hai con. Mấy anh mà dân đi câu mà gặp cái hình mấy cái đó mà của mình để của mình đi mình có em nó có chơi máy móc anh em của mình đâu có đâu mọi người. Em có qua hậu viên cá chơi thôi. Không có làm cho cả nhà mà trải nghiệm được cảm giác kinh cá lên được á. Chứ nếu mà được là bên cũng của mình đem gì ra chú bên làm clip mà đem cá về cho chú bên làm clip không? Đi nữa thì bên không thích cá, ví dụ anh em không có sáng bắt được rồi không có quay cái hút cái ăn bắt á. Rồi nên không làm. Rồi bên tính là ba anh em bên xuống dưới săn một bữa nữa. Lấy cái cảm giác cho cả nhà xem. Ừ. Một cái cuộc cũng vướng lỏng đò. Đi hôm qua là đi hồi lúc 1 giờ tới hồi lúc mình về là hơn 10 giờ đêm. 10 giờ. Ừ. Lúc mà về nhà thì hơn nữa. Ừ. Đúng rồi đó, hay có cơ hội mà. Đi là hôm qua là đi hồi lúc 1 giờ đó. Quyết chí luôn á. Mà để hay là bữa cho cá nó im lại. Vẫn còn cá hắc lát ở đó. Tại vì anh em bên cạnh dính rồi. Nó nhét hay sao á, vẫn còn ở đó. Nó ăn nó đầu cái mất số quần của nó rồi. Điểm mất hết năm hàng rồi.
Vậy để cho nó quê, để vài bữa nó cho nó mày mã nó quên đi. Anh em mình xuống săn tiếp. Có dễ tiền xương đây mà không để. Hát lá cườm. Em làm tới cứ thứ mấy rồi? Cứ thứ năm rồi đó. Cứ này hình như cứ N nào ấy ra. Cứ thứ năm rồi. Cứ V rồi. Anh N hả? Con cá mà cả nhà thấy anh em bên cá hát lát mà anh em bên chăn lưới hoặc là dính đây á là cá lát cái gì bé biết cái tên đó không? Cá lát thường. Con ăn nhỏ. Không có biết rồi chính xác cái tên nó nên kêu nó là cá lát nó thường vậy thôi. Ừ, đúng rồi. Ở kinh thì con bự lắm, dữ lắm, một lạng mấy hai lạng không ngồi, hai lạng hai lạng mấy là dữ lắm à. Đúng rồi. Có con thì hay theo hôm bữa giờ nhớ anh em mình có con bự nhất cũng mày bự bằng tay hơn bằng tay xíu à. Ừ. Nó có bự kéo lưới hoặc là đi ăn lưới hoặc là gồng lưới á, nó có dính á. Còn cá đó loại đó là cỡ cái thác lát cườm là loại nó bự hay con ba bốn ký bốn năm ký luôn á. À. Chú nói có con 6-7 ký luôn là hàng khủng á. Con mà đỡ con câu là không chú thấy chú chạy luôn hả? Con mình câu về tâm sự với hai chú cháu là lên một con đầu tiên là 2 ký mấy hả mình? Hai ký rưỡi á, có chú đi ngang là ông đòi mua là gì ông mua rảnh luôn á, mà con Minh là con mới gầu dính con đầu tiên à, con không bán đâu, bán chợ mất hên, bán mất nhớ à. Ừ, con Minh là chú đòi mua 300.000 con cá luôn á, tại vì chú nuôi chuyển á mọi người, thả vô hồ cho nó bơi á. Còn cái tí chú đi qua ruộng rồi chắc chú quặng lại nó dính nữa tại ơi, mà con không ấy, con nhỏ con lấy nước lưỡi này không có bán cho chú. Nước lưỡi thì nó đi bụi hả? Dạ, nó nước lưỡi nó đâu dám được. Cá nuôi chuyển bỏ cá con vô nó tháp thịt đã nha. Còn hồi cá cũng dạ ăn tạp lắm. Dạ. Không phải ăn tạp mà ăn lẹ á. Như cá lóc có vậy hả? Cái đó là ví dụ là mình tính nút vậy là mình tính từ một hết một bên luôn hay là mình tính từ đâu tới đâu ta, chứ còn cô Minh là nó đếm tới 15 nút luôn á. Có tính đưa nè, một bên một à. Một bên một mà 15 nút mà không biết cái tính sao. Mấy anh xem cá biết gì cá cái gì, mấy anh bình luận anh em nên không biết thường người nghe có 9 nút 8 nút 7 nút mà. Ừ, nút mình nó câu một con mười mấy nút. 15 nút một bên á. Một hay, bên một á. Con có thấy mấy anh kia câu có con hàng mấy nút á mà nó cũng như con vậy á. Phải không? Nhỏ à, nó nhỏ vậy mà cũng có hai mấy nút nữa. Mà tính luôn là tính ở đuôi nó hình như có hai nút dính liền phải không? Dạ đúng rồi. Mà không biết là tính làm sao à, mà thường thường tại bữa nghe ông chú nói là 9 nút là nó bự rồi mà sao cô Minh nó câu tới con mới 15 nút nữa. Ghê vậy. Ừ. Chị bái gì con ngò. Cô Minh nó xách con đó về tặng ngoại luôn hả? Dạ, tặng ngoại luôn. Con còn tặng nó đem về cho ba cho cháu mấy con luôn á, còn để trong tủ lạnh luôn á, mà tại vì bên không có khúc bắt nên anh em bên chưa quyết định á, để chú săn lấy cảm giác cho cả nhà xem á, chứ còn 2-3 con ở trong tủ lạnh kìa. Chào cả nhà chào một chuyến đi anh em bên xuống săn mấy con đó nha. Săn khu vô. Thôi ba anh em mình tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà.